Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Hôm nay thì đầu tuần, xin chúc các anh em có một cái nguồn năng lượng dồi dào, tích cực để anh em có một cái tuần làm việc và học tập hiệu quả anh em nhé. Đầu video thì tôi cũng xin được cảm ơn 4 anh em mới đăng ký hội viên của kênh. Xin được trân trọng cảm ơn anh em Marvel Universe MCUVN, anh em Thiên Phát Nhôm Kính, anh em Quang Lê và đặc biệt là anh em Trần Đức Trung, là người đầu tiên đăng ký cái gói hội viên cao cấp nhất của kênh với 600k một tháng. Rất là cảm ơn anh em. Phải nói là tôi rất bất ngờ về cái cách mà anh em đăng ký. Sáng nay ấy, thì anh em có PM tôi, có PM cho tôi và hỏi về cái đăng ký hội viên. Thì tôi có nói với anh em là đăng ký, anh em cứ đăng ký cái gói 20k thôi. Đấy, mỗi ngày bỏ ra là 1.000 đồng, chưa đến 1.000 đồng ủng hộ tôi. Đấy, coi như là đóng góp công sức giúp tôi duy trì cái niềm đam mê. Đấy, để tôi có thể là vẫn tiếp tục cái công việc này. Đấy, thì tôi có nói anh em rồi là cái gói 600 ấy là chỉ dành cho những anh em mà muốn là nó như kiểu là học phụ đạo ấy, tức là gia sư. Đấy, thay vì các cái gói hội viên thông thường thì thường là tôi sẽ hỗ trợ các anh em qua cái tin nhắn ở trên Facebook, fanpage Facebook, thì anh em hỏi thì tôi sẽ hỗ trợ các anh em. Đấy, rồi thì anh em yêu cầu, các cái anh em mà yêu cầu chơi cái lineup gì thì tôi sẽ cố gắng để có thể là ra những cái clip về những cái lineup mà anh em yêu cầu. Thì cái gói hội viên mà gọi là cao cấp nhất ấy thì thực ra ấy, là nó sẽ giống như kiểu là tôi kèm cặp anh em, theo kiểu là tôi bỏ thời gian ra để tôi hướng dẫn anh em chơi ấy. Thì chỉ là những cái người mà cần có những nhu cầu gọi là nâng cao trình độ nhá, nâng cao trình độ một cái đẳng cấp khác hẳn luôn, mà cần phải có một cái huấn luyện viên riêng kèm một kèm một. Đấy, nó giống như là các PT ở trong cái bộ môn thể hình ấy. Tôi sẽ dạy các anh em chơi rồi kèm cặp các anh em, thì nó mới cần là phải như thế thôi. Tôi cũng chỉ để đấy cho nó vui thôi, chứ còn tôi cũng chỉ có một cái mong ước nhỏ nhoi thôi, cần là anh em ủng hộ mỗi tháng 20k, coi như là mỗi ngày anh em bỏ ra 1.000 tiền gửi xe hay là tiền tiền gì nhỉ, tiền thôi tôi cứ nói thế này đi. Bản thân tôi ấy là một cái người mà ngày trước ấy tôi rất là hay đi làm muộn, và ở cái công ty tôi ấy thì cứ mỗi lần đi làm muộn ấy là cứ mỗi phút là tôi bị trừ 4.000. Đấy, thì anh em chỉ cần là mỗi anh em bớt chút thời gian đi sớm một chút để đỡ mất cái tiền, gọi là một ngày mất cái tiền đi muộn bị phạt, như thế nó rất là lãng phí anh em ạ. Đấy, chứ còn tiền đi muộn trừ nhiều lắm, có khi nó còn nhiều hơn cả tiền ăn sáng cơ. Đấy, thế nên là tôi biết cái điều đấy, nên là tôi bảo anh em là anh em cố gắng anh em đi sớm một chút, thà để cái tiền đấy, tiền bị phạt trừ đi muộn ấy, 4.000 một phút đấy, anh em làm để đăng ký hội viên ấy, thì anh em đã coi như là ủng hộ tôi được 4 ngày rồi. Đấy, anh em thấy không? Tiền nó không mất đi mà nó có ích hơn hẳn, đúng không? Có ích hơn hẳn luôn. Đấy, anh em hội viên thì coi như là khách hàng VIP của tôi rồi. Đấy, còn tôi thì cực kỳ là phấn khởi luôn. Cực kỳ phấn khởi nha anh em nhá. Và lại cũng rất là trùng hợp khi mà bạn Trần Đức Trung lại cũng chính là cái người hội viên thứ 222 của kênh. Đấy, một cái con số mà nó khá là đẹp. Rất là may mắn, và tôi cũng hy vọng nó sẽ đem lại may mắn cho anh em trong cuộc sống nhá. Và tôi cũng rất mong muốn là cái số 222 này nó là cái con số đầu tiên có người đăng ký cái gói hội viên cao cấp nhất, thì nó cũng sẽ đem lại cái may mắn cho tôi. Rất là cảm ơn anh em. Bởi vì thực ra ấy, là cái sự may mắn ấy nó đã bắt đầu rồi. Hôm nay là có lần đầu tiên nhá, là trong ngày hôm nay là có 4 người đăng ký hội viên. Đó, may mắn nó đã đến. Đấy, bạn Trung, một fan của tôi, cũng mới biết thôi nhá, cũng mới biết đến kênh thôi, chắc là cũng chỉ khoảng 2 tuần nay. Đấy, một fan của tôi ở bên Hàn Quốc. Đấy, sáng nay có PM và hỏi tôi là nếu mà em đăng ký hội viên thì nó có giúp đỡ được nhiều cho anh không. Có em ạ, nó giúp đỡ được cho anh rất nhiều. Cảm ơn em. Gặp cái thằng top 1 chưa nhỉ? Chưa gặp. Ok, có 2 sao rồi. Một thằng 2 sao Goblin và một thằng 2 sao 4 Glacier kẹp với cả con Flame Wizard cực kỳ mạnh luôn. Khả năng gặp sớm là thua đấy. Tôi bây giờ tôi đang có ở đây là 3 Hunter kết hợp với 2 đỏ, là gọi là cũng là tạm ổn về sức mạnh thôi. Nhưng mà có vẻ như nếu mà gặp thì sẽ thua. Vừa nãy như có mấy ông sang soi thì phải, đúng không? Không để ý.
Hình như vừa có mấy ông sang soi. Dạo gần đây thì nói chung là anh em cũng biết ở đây cái kênh này tự nhiên nó có một cái sự phổ biến nhất định ở trên YouTube, khiến cho nhiều người biết đến tôi hơn. Nó cũng đặt ra những cái áp lực thật là như thế, đặt ra những cái áp lực không hề nhỏ khi mà tôi làm video clip, chơi game mà làm video clip, áp lực nó rất là lớn. Đấy, thường thì nếu mà chơi mấy cái bộ beta thì không nói làm gì, chơi mấy cái bộ mà nó khỏe, chơi mấy cái bộ mà nó gọi là sức mạnh của nó không nói. Đấy, anh em thấy không, sang soi liên tục luôn. Nhiều người sang soi lấy mấy ông sang soi rồi anh em ạ. Ông Hậu ấy sang soi này, rồi ông gì nữa vừa lấy thì mấy cái tên cơ. Đấy mà, à ông này chính là cái ông mà có cái bộ Glacier này. Thế kinh đấy, 4 Glacier kết hợp với cả con đấy à, con Flame, thế thì kinh, thế thì ghê. Thế thì gặp khả năng mất chuỗi là cao. Chỗ này được cái là có hai thằng Eco, nên là mình cứ đánh cái bổ củi thì nó cũng ngon anh em ạ. Hai thằng Eco. Ây da, trứng à. Nhưng mà có lên đập trứng con súng không nhỉ. À, thôi đập đi. Tôi quyết định là đập trứng con súng luôn. Thôi không phải tiếc, không phải tiếc. Mà rồi trận này là tôi tí nữa tôi bán nó súng đi. Tôi bán nó súng đi là chắc chắn. Bởi vì hôm nay là như đã hứa ở trong cái video trước nha anh em nhá. Đấy, nếu mà anh em xem video trước thì tôi đã hứa với anh em là hôm nay tôi sẽ ra một cái bí kỹ, một cái đội hình mà phải nói là cực hay. Nó gần như là nó thắng, nó chiến thắng 99% những cái đội hình meta hiện tại nhá anh em nhá. Nó cực kỳ hay. Tuy nhiên những cái đội hình mạnh ấy thường nó sẽ rất là khó xây dựng. Chính vì thế nên là anh em chú ý nhá, anh em chú ý mấy cái đoạn đầu với giữa game ấy, là anh em cần phải chú ý đoạn đầu và đoạn giữa game. Đấy, để xây dựng như nào để cuối cùng ấy nó ra cái đội hình đấy thì nó sẽ cần có một chút gọi là động não, một chút tư duy nhá. Còn cái đội hình này để đến lúc mà nó mạnh ấy thì nó rất mạnh. Tuy nhiên là cái đoạn giữa là cái đoạn mà nó quan trọng. Anh em phải giữ máu tốt, anh em phải giữ chuỗi tốt nhá. Rồi. Đấy, như đã hứa còn tôi sẽ không tiết lộ là đấy là cái đội hình gì đâu. Đấy, anh em nào xem video clip trước là anh em biết ngay. Tôi có nhắc đến ở trong video clip trước và rất nhiều anh em hóng ở trong video clip trước rồi. Đấy, hôm nay tôi ra nhá, hôm nay tôi ra. Đấy, như đã hứa. Đấy, hai thằng Eco gặp nhau mất chuỗi chắc chắn luôn. Nếu mà có hai thằng Eco bổ củi là sướng nhất. Bổ củi là sướng nhất. Mặc dù là không có chuỗi thắng nhá, nhưng mà sẽ cố gắng được chuỗi thắng bằng cách là đấy anh em thấy không? Đập trứng cho súng luôn, không ngại anh em ạ, không ngại. Coi như là mất 3 tiền luôn để có thể là giữ được chuỗi, có thể chiến thắng mỗi round, mà mỗi round chiến thắng là chúng ta có 1 tiền rồi, thế là ok rồi. Đấy, chứ còn mỗi round chiến thắng 1 tiền 10 round là được thêm 10 tiền rồi đấy. Mà đồng thời thì nó cũng nó có chuỗi luôn anh em ạ. Nó có một cái streak cộng 10 luôn, thì anh em thấy không? Bỏ đi 3 tiền nó có đáng không? Rất xứng đáng nhá. Để đưa được cái con co lên 2 sao nó tuyệt vời luôn anh em ạ. Có được cái bộ ví dụ như 6 Hunter sớm thì nào cũng được đấy. Đấy, hoặc là nếu mà giả sử như không có 6 Hunter thì chúng ta có thể kẹp thêm một vài thứ vào để cho cái con súng này nó mạnh hơn. Thực ra 3 Hunter thì nó cũng là đủ khỏe rồi, có đam rồi. Đấy. Rất là may mắn là tôi đã kịp tách cái đội hình ra ở cái round này. Gặp cái bọn mèo này nó sẽ không thể làm mà nó có thể bâu được vào một cái vị trí ở góc. Ok, tí nữa mất chuôi anh em ạ. Sáng suốt, một quyết định rất sáng suốt từ vị trí của Tuấn Cơm. Được chưa bạn ơi? Cứ tưởng là ăn tôi dễ à? Tôi biết ngay sang soi soi một tí là phải cẩn thận anh em ạ. Phải cẩn thận với những cái thằng mà nó sang soi, anh hiểu không? Phải hết sức cẩn thận với cả những cái người mà sang soi. Sang soi là chắc chắn là có ý đồ nhá anh em nhá, chắc chắn là có ý đồ thì mới sang soi mình. Không thể nói là sang soi đấy anh em thấy không? Trần Quốc Huy sang soi phải cẩn thận nhá anh em nhá. Cẩn thận với những cái tên sang soi nhiều, cẩn thận. Chứ đấy anh em ơi, ui mẹ ơi, chồng dã man trận này đúng là kiểu mình cũng thấy là cái sức nóng của mình ấy. Cái độ hot của mình ấy. Nhiều người chú ý quá. Ok 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 ok. Ok bạn ơi. Không sao hết anh em ạ, thôi phải chấp nhận thôi. Mình bây giờ mình cũng là người nổi tiếng rồi mà. Nổi tiếng thì cái giá của sự nổi tiếng anh em ạ, có gì đâu. Bình thường nhá anh em nhá, bình thường. Tôi làm được, anh em yên tâm, tôi làm được. Tôi làm được. Đây rồi. Hay quá, có tăng cơ 2 sao, được đấy. Ghép luôn cái bắn lan, không ngại. Giữ chuối mà phải giữ chuối bằng được anh em ạ, phải giữ chuối bằng được, không nói nhiều. Đã xác định là nhá, đánh bổ củi này hoặc là đánh chuỗi thắng. Đã xác định là mua Hunter từ đầu là xác định rồi nhá. Không bao giờ có thể từ bỏ được cái việc là giữ chuỗi cả. Đấy, còn nếu mà giả sử như tôi không mua Hunter cơ, tôi đi khác cơ, thì tôi
tôi mới coi như là tôi có thể là để cho nó tự do, chứ còn tôi mà đã đi Hunter rồi là chỉ có xác định là giữ chuỗi bằng được. Đấy. Còn hiện tại chúng ta đang ở level 7, chúng ta kẹp được vào thêm hai con Glacier nữa. Hiện tại đội hình nó có 3 Hunter kết hợp với 2 Glacier và 2 đỏ. Tốc đánh có này, sức mạnh tấn công có, phòng thủ có luôn. Đấy, đây là một cái đội hình mà nó khá là mạnh. Và nó sẽ giúp tôi giữ được cái chuỗi này cho đến khi tôi form được cái đội hình 6 Hunter anh em nhá. Đấy, 6 Hunter chân lý luôn. Ở level 7 6 Hunter kẹp 2 đỏ nó là chân lý rồi anh em ạ. Tuy nhiên là nếu mà không có thì chúng ta có thể kẹp thêm được hai con Glacier này vào cũng ổn nhá anh em nhá. Đấy rồi, ổn rồi. Thế tầm này là ổn rồi, nhưng mà anh em vẫn chưa biết được tôi chơi gì đâu. Với các anh em mà hôm nay xem clip này và bỏ qua một cái clip trước đấy thì tôi vẫn sẽ là cái bí mật để cho anh em bất ngờ nhá. Và tôi cũng xin được tiết lộ lại một lần nữa là hôm nay là đây là một cái đội hình bí kỹ luôn nhá. Đội hình bí kỹ. Anh em nên nhớ là cái đội hình bí kỹ rất ít khi được tiết lộ, và chỉ tiết lộ trong một vài cái clip trong một tháng thôi anh em nhá. Một clip hoặc hai clip trong một tháng. Đấy, và thường là nó là đánh chán chê meta rồi thì mới lộ một cái bài mà counter vào đa số các cái đội hình ở meta nhá anh em nhá. Thì hôm nay nó là một cái clip rất là đặc biệt. Đấy, một cái đội hình rất đặc biệt, và tôi phải nói là thế này, nó cũng sẽ khá khó chơi nhá anh em nhá. Tôi phải nhắc trước với anh em là nó khó chơi, nó khá là khó chơi. Chính vì thế nên là nó cũng phải tùy vào cái tư duy và cái nhận thức của từng người đấy nhá, không phải ai chơi được đâu. Đấy, như anh em thấy là những cái đội hình như là mèo mết hay mèo insect nó cũng là bí kíp của tôi và không phải ai cũng chơi được nhá anh em nhá. Hiện tại là không phải ai cũng chơi được, mặc dù là xem thì rất là hay. Đấy, nhưng mà còn phải tùy người, nhưng mà ai mà đã nắm được cái chân lý của nó ấy thì chắc chắn nó sẽ là cái đội hình mạnh nhất của anh em nhá, một cái đội hình mà nó là bí kíp của anh em luôn. Từ bí kíp của tôi sang bí kíp của anh em nó là một cái chặng đường nó khá là dài. Anh em thẩm thấu được thì anh em sẽ là bí kíp nhá. Nó sẽ là bí kíp của anh em. Đấy. Mà để thẩm thấu được ấy thì tôi khuyên anh em một cái câu chân thành là anh em hãy xem cái cách xây dựng đội hình của tôi từ đầu game và giữa game. Đấy. Còn cuối game ấy thì tôi nói thật với anh em là để mà ra cái cuối game ấy nó là cả một vấn đề. Và ở đây thì tôi phải nói thật với anh em là tới 80% người xem là tua một phát đến cuối và sẽ không hiểu được hết đâu. Thế là nhiều anh em trách tôi là ra nhiều những cái bộ nó mạnh quá, hay là ra nhiều những cái bộ bí kíp thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc ở trong cái game nó sẽ có nhiều người chơi cái đội hình đó, rồi có nhiều người bắt chước theo, nhiều người chơi thì nó khó cho trong game hơn, nó sẽ làm cho anh em khó chơi hơn. Thì tôi phải nói thật là không phải thế đâu. Đấy anh em ạ, nhá. 80-90% người ta tua đến cuối, người ta không hiểu được đâu. Đấy, và nó còn tư duy của mỗi người nữa, tùy vào cái tư duy của mỗi người, chứ không phải ai giống ai anh em ạ. Không phải ai giống ai, nếu anh em yên tâm nhá, nếu mà anh em chơi giỏi, anh em chơi hay thì em vẫn hay thôi nhá. Nên không phải tại tôi. Đấy, nhiều khi là anh em cứ bảo tôi là cứ ra mấy cái bộ meta rồi ra mấy cái bộ mạnh để nhiều người người ta làm theo ở trong game rồi thành phá game. Không anh em ơi, không phải thế, đâu phải ai cũng chơi được đâu nhá. Có nhiều người người ta cũng có những cái sở thích khác nhau nữa mà. Đấy, ví dụ có người thì người ta thích chơi bắn trưởng thì người ta chơi mết, người ta chơi 9m, người ta chơi 12 con thì người ta chơi 6m, 5 rồng thì người ta chơi gót mết, người ta chơi đủ các thể loại bắn trưởng, người ta chơi gót. Đấy, có những anh em thì lại đam mê vật lý hơn, sát thương vật lý, ví dụ như là mấy ông chơi sát thủ lại thích chơi sát thủ hơn. Đấy, thích chơi là nhất kích tất sát. Đấy, hay những cái anh em mà thích chơi gọi là độ châu chó, độ nhây lì, chơi lì thì có thể chơi mấy cái bộ bay nhảy, mấy cái bộ ví dụ như là gót người nước, hay là bộ gấu chẳng hạn, gấu Saman cũng là những cái bộ mà nó gọi là sinh tồn, cái sức sinh tồn nó rất là cao. Đấy, hay có anh em, nhiều anh em có phong cách là đẩy cấp thì lại thích chơi cái thể loại là Clyde 12 con vừa trâu lại vừa đẩy cấp nhanh. Đấy, rồi cả bộ Warrior nữa, 9 Warrior cũng lại rất là trâu, lại cũng phải đẩy cấp nhanh. Đấy, hợp lý không? Đấy, đấy là phong cách của từng người. Nhưng mà lại có những cái anh em thì lại thích là chơi theo kiểu là Hyper Road. Đấy, lại phù hợp với các cái đội hình Greater hay các cái đội hình như là Goblin mà cái phong cách chơi của Tuấn Cơm. Đấy, thì lại chơi theo kiểu Hyper Road ở level 6. Thì có rất nhiều những cái sở thích khác nhau đến từ từng người. Đấy, và cái đội hình mà anh em cảm thấy phù hợp, anh em cảm thấy nó là chân lý của cuộc đời thì anh em chơi, thì nó là tùy vào mỗi người chứ không phải ai giống nhau đâu nhá anh em nhá. Nên anh em yên tâm nhá. Bao nhiêu clip ra meta thì cũng không phải ai cũng chơi được hết.
anh em yên tâm. Và tôi có rất nhiều những cái clip, rất nhiều đội hình để cho anh em có thể lựa chọn. Ok. Đấy mà ngay kể cả là cái bộ Clay ấy, bộ Clay nhá, và cái bộ Goblin, nó cũng có cả hai cách chơi. Một là cách anh em đẩy cấp nhanh lên 12 nhá, ở bộ Clay, và bộ Goblin đẩy cấp nhanh lên level 9, roll kiếm bom đúng không? Kiếm bom rồi kiếm máy bay. Đấy. Nhưng mà lại có một cái phong cách khác, đấy là Hyper Roll ở level 7 và level 6 đối với Goblin, level 7 đối với Clay. Đấy, roll để kiếm được cái con co lên 3 sao đối với bọn Clay ở level 7, và Hyper Roll Goblin ở level 6 để kiếm full đội hình là 3 sao một tiền. Đó, do có rất nhiều cái cách chơi. Anh em thấy không? Nên là không sợ là ai cũng giống ai đâu anh em ạ. À, thoải mái nhá anh em nhá, thoải mái đi. Rồi, trong cái trận đấu này thì tôi phải nói là tôi giữ chuỗi rất tốt ở đây. Bây giờ chúng ta đã có kẹp là 4 đỏ, 2 Glacier và 3 Hunter. Mặc dù là tôi không có 6 Hunter đâu. Đấy. Đấy, tôi không có 6 Hunter nhưng anh em nhá, tôi vẫn thiếu cái con rồng. Con rồng 3 tiền là chưa có, chứ bây giờ tầm này đẩy lên 9, 6 Hunter, 4 đỏ thì nó tuyệt vời luôn. Đó, nhưng mà bây giờ chưa có anh em ạ, chưa có con rồng đâu. Con rồng Ego Seed 3 tiền. Mà bây giờ đến round 16 rồi vẫn chưa ra con nào, hơi đen anh em ạ. Nhưng không sao, chúng ta vẫn đang coi như là làm tốt. Đấy, tôi vẫn đang rất là giữ được máu ở đây. Đấy nhá anh em nhá, vẫn đang có chuỗi cộng 10 ở đây nhá. Chúng ta đang xây dựng đấy, đang xây dựng một cách rất ổn áp ở đây. Đấy, rất ổn áp. 4 đỏ. 4 đỏ, bây giờ ra 6 Hunter là 4 đỏ, 6 Hunter level 9 thì nó cực mạnh luôn, không ai phá chuỗi được luôn. Cho đến round thứ 21 đến round 25 mới có khả năng là có người phá chuỗi được nha anh em nhá. Còn tầm này khi mà tôi đã lấy hết đồ rồi, tôi cũng có được cái đội hình mà nó cũng thực ra bây giờ vẫn chưa ổn. Phải 6 Hunter thì nó mới gọi là ổn nhất. Đấy, tôi gặp 6 Hunter ở đây này. Nhưng mà 6 Hunter toàn 1 sao và không có tăng cơ thì nó không ăn thua anh em ạ. Cái bộ Hunter ấy, đam thì nó rất khỏe, nhưng mà nó thiếu cái tăng cơ ở phía trên. Cần phải có cái hàng tăng cơ thì nó mới mạnh được. Đấy anh em, ui tôi đẩy nhiều máu luôn này. 6 Hunter nhưng mà lại không có đủ cái độ tăng thì yếu lắm. Cắt chuỗi luôn, hay quá. Wow, rất tốt anh em ơi, tốt thế nhờ, được đấy. Thế này là khá là ổn đấy nhá. Thực ra tôi cũng không cần phải, nó phải đến cái mức như này đâu. Không cần phải đến cái chuỗi mà cộng tận 11 như này đâu. Nó chỉ cần là máu được nhiều như thế này và giữ được cái tiền để có thể lên được level 9 thôi là ok lắm rồi anh em ạ. Đội hình này cũng là một cái đội hình mà chúng ta xây dựng. Nói chung là chỉ cần giữ được máu ở giai đoạn đầu game và không phải đánh chuỗi thua thì là ổn. Đấy. Rồi. Trận này hình như có 9 Hunter phải không? Có 9 Hunter. Xem là gặp thằng nào nhỉ? Còn thằng Gladiator này. Đây, Gladiator gặp rồi này. Ăn được không? Ui dồi ôi, anh em ơi, ăn được luôn này. Có ăn được không? Đéo ăn được, đéo ăn được. Chết rồi, nó trích đúng vào con súng. Ui, con súng nó bắn giỏi thế nhỉ? Con súng lại bắn đúng vào con Flame Wizard. Vai, wow. Thế là một lần nữa lại có thể giữ được cái chuỗi này này. Ui, súng bắn chuẩn quá. Được quá nhờ, súng mẹ còn chấm máu lật kèo luôn này. Hay quá bạn ơi. Được đấy, được đấy. Thế này thì thôi, được rồi, được rồi, được rồi. Còn một thằng thôi anh em ơi. Nào xem là gặp thằng nào giữ lốt cái chuỗi này này. Là xong này, round 19 thì gặp cái thằng nào cuối cùng đây. Để xem nào. Để xem nhá, để xem nào, gặp nào, gặp thằng nào đây. Nốt cái quả này là coi như là giữa chuỗi đến 21 luôn anh em ạ. Đấy rồi, gặp thằng bom. Gặp thằng bom 3. À, gót đỏ anh em ạ, gót đỏ, gót đỏ, gót đỏ, gót đỏ. Được. Gặp thằng gót đỏ. Gót đỏ, à trận này có gót đỏ thì tôi lại rất là làm là hay là ở trận này có thằng gót đỏ. Để tôi có thể test được cái đội hình của tôi luôn nha anh em nhá. Được đấy. Được đấy. Úi giời, có ông nào bảo là cái gì á? Saman 4 cọc kẹp ca lông à? À. Saman 4 cọc kẹp ca lông, anh em cũng hiểu tôi đấy. Nhưng mà tôi rất tiếc là anh em hiểu chưa đủ. Nó cũng không phải cái đội hình đấy đâu. Nó gần giống như thế nhưng anh em nói chưa đủ nhá anh em nhá. Đấy, anh em bỏ qua cái clip trước đấy của tôi rồi. Kinh nhờ, ông Invoker này chắc là cũng là fan cứng đấy. Fan cứng này.
gặp fan cứng cũng hiểu đấy, cũng hiểu phết đấy. Là tôi xây dựng như này là nhìn phát là nhìn qua phát là biết là Saman 14 cọc là biết biết ngay đấy. Đấy nhưng mà vẫn chưa đủ nha anh em nhá. Cái gì thì hồi sau sẽ rõ, cứ bình tĩnh. Đấy, anh em biết là 4 gót này, 4 gót, 4 Saman, 4 cọc đúng không? Kẹp cá lông. Ok, đấy là cái đội hình mà khá là quen thuộc của tôi. Đấy, nó cũng là bộ thống hạo của tôi đấy. Đây là chắc chắn là fan cứng rồi. Đấy, rất là trân trọng nhá, phải trân trọng anh em này. Phải rất là trân trọng anh em này. Fan cứng đấy, fan cứng đấy, biết được đấy. Thế là rất hiểu tôi đấy, rất hiểu tôi đấy. Nhưng mà anh em nói sai rồi, bởi vì cái đội hình này là cái đội hình mà tôi chưa bao giờ làm clip. Và tôi cũng chưa có tiết lộ nha anh em nhá, hôm nay tôi mới tiết lộ. Rồi. Ok, và cái cách xây dựng của nó cũng rất hay nhá, nó cũng sẽ giúp cho anh em giữ được máu. Ok, roll nào. Ui ui, đây rồi, cá lông rồi, được đấy. Đó. Bỏ con cá lông vào. Thôi tầm này chắc là con cá lông thì có cá lông dồn đồ cho cá lông thôi nhỉ. Đúng rồi. Súng làm gì con 2 tiền này bằng con 5 tiền được, kể cả là 1 sao thì vẫn mạnh hơn đấy. Rồi ok. Chúng ta có 2 con Grand Herald. Rồi, bán Hunter thì thôi anh em ạ. Tầm này bây giờ không ra Hunter ở đâu, bây giờ muộn rồi. Tầm này không có 6 Hunter nữa. 6 Hunter đến cái tầm này nó muộn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dần dần form cái đội hình của tôi thôi. Trận này có một cái rất hay đấy là nó có rất nhiều cái bộ meta ở đây nha anh em thấy không? Ở đây nhá là có thêm cái bộ 6 Clive kết hợp với 6 Glacier này. Đấy rồi có cái bộ gót đỏ kẹp với cá lông là một cái bộ mà phải nói là nó rất mạnh nhá. Kẹp cá lông 2 sao trong cái bộ gót đỏ 6 đỏ ấy, 6 kiếp len ấy là phải nói là cái đội bộ mà nó rất là mắc binh nhá. Thì trong này trận này nó cũng có nhá, với một cái con Khan và cái con rớt này là cái bộ này nó rất mạnh này. Đấy, 10 điểm cho cái bộ gót đỏ nhá anh em nhá. Đấy nhưng mà tôi sẽ chơi cái bộ lineup này của tôi. Tôi sẽ cho anh em thấy cái sức mạnh của nó mạnh như thế nào. Rồi thôi. Úi dồi ôi, thật là như thế sao? Cá lông mẹ chỉ còn một con nữa thôi là lên 2 sao được đấy. Thế này là ngon rồi anh em ơi. Trời ơi, 2 con cá lông rồi. Mẹ vẫn còn đang có chuối nhá anh em nhá. Tiền thoải mái mà roll luôn này. Tiền thoải mái mà roll luôn này, 50 tiền roll thôi anh em ơi. Tầm này 50 tiền roll thôi chứ còn làm gì nữa đâu. Đấy, một tí nữa để đấy, để tôi cho anh em thấy trận này có cả Glacier Beat này anh em ơi. Ôi rồi ôi, anh em thấy không? Cái bộ Glacier Beat ý, tôi ra clip một cái là bây giờ nó nhiều nhăn nhản luôn. Mẹ vãi cứt cái bộ này. Mà cái bộ này là anh em kêu nhiều lắm này. Anh em là kêu là tôi ra cái bộ Glacier Beat bây giờ vào rank toàn Glacier Beat. Đây, biết ngay mà. Mẹ mạnh thế, bị chính cái đội hình của tôi là cắt chuỗi này. Chấp nhận thôi. Có rớt à? Trận này lại không chơi con rớt. Đội hình của tôi lại không chơi con rớt nhá anh em nhá. Đấy anh em biết là nó không phải là gót rồi. Nó không phải gót. Nó không chơi con rớt anh em ạ. Thôi được, nhưng mà tôi vẫn sẽ mua con rớt này. Cho vào tạm để lấy 2 gót cho con cá lông nhá anh em nhá. Kích hoạt 2 gót cho cá lông. Nhưng mà tí nữa cái con rớt này tôi cũng không chơi đâu. Tôi chắc là tôi cũng sẽ bỏ đấy thôi. Con này nó không có trong đội hình anh em ạ. Rồi. Anh em thấy là tôi mua Glacier ở đây là anh em biết rồi đấy. Đấy, anh em biết là tôi mua Glacier là tôi chơi cái gì rồi đấy. 9 Hunter. À không, đây là cái gì? Hunter Aegisit à? À, wow. Vậy là trong cái trận đấu này, cái line up của tôi sẽ được test với rất nhiều những cái đội hình đang mạnh ở trong cái meta này, đang rất mạnh ở trong meta này nhá. Thậm chí là đang test bởi chính cái đội hình line up của tôi luôn. Cái đội hình ui cái gì đấy? Ui rồi ôi, được quá anh em ơi. Hay, thế này là ngon rồi đấy. Vậy là chúng ta còn có thể lên 10 sớm nữa cơ. Không phải luôn nữa rồi. Được, thế thì thôi. Cái tầm này tôi nghĩ là lên 10 sớm. Lên 10 sớm thôi anh em ạ. Tầm này lên 10 sớm thôi. Trận này test với rất nhiều những cái đội hình mạnh ở trong meta. Và thậm chí là có cả đội hình của tôi luôn. Đội hình mà tôi ra video clip để hướng dẫn anh em là chơi cái meta này. Đấy chính là đội hình Glacier Beat là có luôn anh em ạ. Được không? Quá được. Vậy là chúng ta sẽ được test cái bộ bí kỹ này với cả rất nhiều những cái lineup mạnh. Và tôi đã chia sẻ từ đầu với anh em đấy. Cái bộ này khi mà xây dựng được nhá anh em nhá, thì nó sẽ chiến thắng 99%. 99,99% những cái lineup hiện tại nó đang là hot nhá anh em nhá. Đấy. Còn anh em có xây dựng được không thì tùy anh em. Đấy, cái đấy là việc của anh em, tôi không quan tâm. Đấy,
Tôi chỉ cần biết là bây giờ là tôi ra được cái đội hình này và tôi chơi và tôi đang thấy là nó rất mạnh. Đấy. Nha anh em nhá, anh em thẩm thấu được hay không đấy là tùy vào mỗi người nhá anh em nhá. Anh em đừng có comment là anh em đều chơi được. Đấy, có tùy người, có người comment chơi được. Đấy, còn được ra sao thì đây, bây giờ trận này nó sẽ chứng minh. Để đấy tí nữa đấm với cả Glacier Beat, rồi nó đấm với cả 6 Glacier Glide, rồi nó đấm với cả gót đỏ Calong để anh em biết là nó sẽ mạnh như nào. Ok nhá. Rồi để đợi đấy, tương lai nó sẽ chứng minh. Còn bây giờ là tôi đang trên cái con đường là xây dựng được rồi đấy nhá, gọi là nó đã được rồi đấy. Đấy mà thậm chí là vừa nãy tôi đã coi như là biếu cái chuỗi cộng hơn cộng 10 của tôi, cái chuỗi vàng khè của tôi cho cái ông chơi Glacier Beat để tăng sức mạnh, tăng độ khó cho game hơn. Đấy, tăng độ khó cho game và tăng sức mạnh cho đối thủ. Anh em thấy không? Đấy, gọi là tự tin đến như thế mà. Tự tin đến là cái đội hình này nó mạnh hơn tất cả mà. Rồi, tôi lại tự tin luôn. Nào. Bây giờ là nó đã thành công rồi, lên 10 này, roll này, form đội hình thế này. Bây giờ máu còn nhiều anh em ơi, máu còn rất nhiều ở đây. Máu còn rất nhiều anh em nhá. Thoải mái đi bạn ơi. Ê, ông này sao cứ sang soi ấy nhở? Đang có chuỗi mà, sợ tôi lấy chuỗi hay sao? Sang soi thế. Không cần phải sang soi đâu, tôi giờ vẫn là vô hại mà. Đang vô hại, đang vô hại. Làm gì đã có cái gì ảnh hưởng đến anh em đâu. Làm gì đã có cái gì xâm hại anh em đâu. Mà anh em sang anh em soi tôi tinh thế. Rồi, kích hoạt quy giạt á. Ok. 5 đỏ à, thiếu con đúng không? Thiếu con đỏ, từ từ anh em ạ, phải xây dựng từ từ đó. Nó xem là chiều hướng nó thế nào. Đây, như này đi, 4 gót. 4 gót, 4 đỏ thôi. Tôi không chơi gót đỏ anh em ạ. Đấy, anh em nhầm tưởng, anh em đừng nhầm tưởng là tôi đang xây dựng gót đỏ nha anh em nhá. Tôi không chơi. Tôi chỉ gọi là kẹp vào để có sức mạnh để tôi giữ chuỗi rồi thôi. Còn bây giờ đây này, nó mới gọi là cái xây dựng gọi là giữa game nhá anh em. Đây, bây giờ nó là giữa game đấy. Nó là lửa cuối của giữa game rồi. Rồi nhá, có gót đỏ đã form được đội hình rồi nhá anh em nhá. Đã thấy gót đỏ đang có trên cái con đường comeback rồi đấy. Gót đỏ đã ra nhưng mới Calong 1 thôi. Tuy nhiên là nó đủ bộ 6 đỏ và nó đủ bộ ở level 10 là nó là 4 gót kết hợp với cả 6 đỏ và Calong thì nó cũng rất mạnh đấy nhá. Đây rồi, còn Clyde đây bây giờ thì chắc là trông giống như là có vẻ như là đang có chuỗi khá khỏe ở đây. Tuy nhiên là nếu mà gặp bộ này thì tôi đang có 4 gót và Calong ở đây thì úi giời ơi, một phát coi như là hóa toàn bộ đội hình địch vào cánh cụt hết. Thì thế này thì mình xin nhá. Coi như là gửi tiết kiệm vừa lấy anh em ơi. Cắt chuối hay quá. Chỗ này hai lần cắt chuối phải không? Nó cứ ra rớt anh em ạ. Mặc dù cái con rớt thì tôi tí nữa tôi bán nó tôi không chơi đâu. Nhưng mà ví dụ như lên con rớt 2 ấy, trong khi chúng ta vẫn đang form đội hình ấy mà lên con rớt 2 thì dùng tạm nhá anh em nhá. Sau là tôi cũng bán nó rớt đi thôi. Rớt 2 cũng bán nhá anh em nhá. Rớt 2 cũng bán. Tôi khẳng định luôn là trong cái đội hình này nó không có rớt. Đấy, rớt 2 cũng bán nhá anh em nhá. Đấy. Rồi. Vẫn đang xây dựng đội hình nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta cứ đánh từ từ thôi. Bởi vì bây giờ chúng ta cũng đang khỏe rồi. Kẹp ở đây là 2 Glacier này, kết hợp với cả 4 đỏ này và 4 gót. Đấy. Đây. Cần cẩn thận hơn nhá anh em nhá, cẩn thận hơn là kẹp thêm cái con giữ máu vào. Đấy là tôi còn chưa cẩn thận đến cái mức mà kẹp thêm 3 con giữ máu vào đâu. Đấy, tí nữa lại mua thêm cái con God Apply cho vào nữa thì tôi lại chấp nhận mất máu luôn. Chấp nhận mất 15 máu để có cái cục máu màu đỏ. Được không? Anh em thấy ổn không? Đây rồi, Hunter Aegisid đây rồi. Nhưng mà bây giờ tầm này thì vẫn chưa ăn được tôi đâu. Chưa ăn được tôi đâu, phải lên 10 cơ. 6 Hunter, 6 Aegisid thì mới sợ. Ok. Anh em này không lên được 10 chắc toang. Ở level 9 thì không kẹp được như thế. Rồi, bán cái này đi nhá. Lên 2 sao nhưng mà không dùng đến anh em ạ. Bán luôn. Chúng ta sẽ chơi con Storm Shaman. Đây. Ok. Vậy là chúng ta ở đây chúng ta có 4 Shaman kết hợp với 4 đỏ. Tạm thời thế đã. Chưa phải cái đội hình mà tôi đang nói đến đâu. Nhưng mà nó đang trên cái con đường đấy anh em nhá. Chuyển rất là từ từ, rất là từ tốn. Nhưng mà nó làm cái chuyển nó thật sự là nó chuyển rất là mượt. Chuyển rất là mượt luôn. Ok, ghép cái Blink cho con Calong. Đấy, chuyển rất mượt, mất rất ít máu. Bây giờ anh em nhìn máu của tôi. Tôi phải nói thật với anh em là giữ máu rất tốt. Giữ máu rất tốt trong trận đấu này. Vẫn chưa thấy có ông nào có khả năng làm tôi mất máu được hơn nữa ấy. Anh em ạ, phải nói là tuyệt vời. Giữ máu và giữ chuỗi rất tốt.
Greater đã có Blink không sợ nữa rồi anh em ơi. Bay một mình ra một chỗ thế này thì đố có mà chụp lồng được cái con Kalong này luôn anh em ạ. Ui giời, và round này tôi sẽ tiễn cái thằng Greater đi luôn. Ôi dồi, không phải rồi. Ui mạnh thế nhở. Thôi đừng có gáy nữa Tuấn này. Dã man, nó không nhìn thấy gì hết anh em nhá. Ván vừa rồi là tôi bị mù. Anh em cũng giống với tôi nhá. Đây rồi. Không chơi bom anh em nhá. Giải tán. Mua con bom thì cũng bán đi thôi anh em ạ. Mua bom, mua rớt thì cũng bán đi thôi. Thôi chơi tạm con rớt thôi để kích hệ thôi anh em ạ. Kích hệ bây giờ ra con Khan thì tôi bán đi mà. Bán rớt đi thôi. Không chơi. Đấy. Còn bom thì chắc chắn là không có slot cho vào rồi. Bom thì chắc chắn không có slot cho vào rồi. Thôi rồi. Cái tầm này thì đấy, 4 đỏ kết hợp với cả 4 Saman thì nó mạnh rồi. Không làm gì còn đâu là cho vào đâu. Bom nó cũng không có đồ nhá anh em nhá. Đấy, còn tôi cũng có một cái điều mà tôi cũng phải, cái round vừa rồi tôi cũng phải suy ngẫm lại. Đấy là có vẻ như tôi lên biết cách là tôn trọng đối thủ, biết cách là khen đối thủ nhiều hơn. Chứ còn mẹ vãi cứt thật, cứ mỗi lần là coi như là blame với cả gáy là toang là sao. Cẩn thận nhá, thằng này nguy hiểm này. Glacier Beast nguy hiểm vãi cứt luôn. Vớ vẩn thua ấy, anh em ạ, cái bộ này nó mạnh. Ăn được không? Ăn được anh em ạ, vẫn ăn được. Cú bía anh em ơi. Anh em cũng biết rồi đấy. Cái bộ Glacier Beast tôi đã giới thiệu cho anh em ở cái clip trước nó mạnh đến như thế nào. Phải hết sức cẩn thận nhá. Rồi, đây rồi anh em ơi, thôi được rồi đấy, được rồi đấy, được rồi đấy, được rồi đấy. Rồi nhá, nào bây giờ bán con này đi này. À, đây. Rồi nhá, từ từ nhá. Luôn đâu nhỉ? Từ từ đã. Bây giờ là tạm thời là chơi như này thôi. Là nó sẽ là 4 cọc nha anh em nhá, kết hợp với 2 gót, kẹp ca lông và 4 đỏ. Tuy nhiên cái bộ 4 đỏ tôi sẽ phá trong những cái round tiếp theo nha anh em nhá. Để tôi roll mấy cái nữa đã. Tôi kiếm lốt cái con Glacier là lên 2 sao đã anh em ạ. Và sau đó chúng ta sẽ thay vào. Xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể anh em bộ bí ký siêu cấp vô địch của Tuấn Cơm, God Glacier anh em nhá. Và trong cái trận đấu này, cái con co nó là cái con Kalong. Ok. Và đây nó là cái đội hình counter gần như toàn bộ cái meta hiện tại như anh em nhá. Nó bao gồm những cái đội hình hot nhất bây giờ như là bộ Aegir Seed kết hợp với 4 Wick. Cái hàng Saman nó sẽ counter vào cái bộ đó. Saman sẽ counter vào bộ Aegir Seed, counter vào Glacier bằng việc là có 4 cọc cấm đánh sẽ counter vào Glacier. Đấy. Thế thôi. Và counter vào Beast khi mà ở đây, trong ở đây kẹp rất nhiều khống chế. Rồi. Vậy là hiện tại là chúng ta đã đủ bộ đấy. Ok. Rồi, bán nó rớt đi. Ok nha anh em nhá. Rồi chốt đồ này. BKB à? Không, lấy cái hút máu đi. Ok, hút máu đánh với gót đỏ anh em ạ. BKB 1 thôi, không cần 2 đâu. Đánh với gót đỏ. Đây rồi, gót đỏ Kalong 2 anh em nhá. Nhưng mà tôi chưa đủ bộ anh em ạ. Tôi chưa đủ bộ. Xin lỗi anh em là round này thì khả năng cao là thua là cao. Đấy, nhưng mà vì tôi chưa đủ bộ thôi anh em ạ. Nên là cái bộ này nó chưa có cái sức khống chế mạnh. Phải chuyển sang 6 Glacier vào cơ. À 4 Glacier vào cơ anh em ạ. Đây, hiện tại là vẫn có thể thua. Nhưng mà tôi nghĩ là lọt rất ít. Lọt ít thôi, không nhiều đâu. Còn đối thủ là có rớt 2, có Kalong 2 là mắc binh ở đấy. Đấy, gót đỏ khỏe lắm đấy nhá. Đang đi đấm từng thằng một đi kìa. Máu thì bây giờ nó đã đạt tới cái giới hạn của sức mạnh rồi đấy. Tức là máu rất thấp rồi. Rồi. Thôi được rồi, tôi đổi luôn. Thôi, cũng chẳng cần nữa đâu. Tôi cho vào form luôn này. Đây nha anh em nhá. Tôi sẽ cho anh em thấy là khi mà tôi đã form đủ bộ thì nó mạnh đến như nào. Đây rồi, hay lắm. Đấy nha anh em nhá, đủ bộ Glacier nhá. Rồi. Tuyệt vời anh em ơi. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ có 4 Glacier, 4 cọc. 4 cọc và 2 gót. 4 Glacier, 4 cọc và 2 gót nha anh em nhá. Rồi, phong đủ đội hình rồi. Đưa bọn nó đến đây. Ai đây? Ai đấy? Beast.
Rồi Glacier biết đã sang ngộ không nha anh em nhá. Đây sẽ là cái thằng đầu tiên mà tôi test với cái đội hình này đây. Ôi rồi ôi anh em ơi, đẩy nhiều luôn. Mẹ ơi, 22 máu chúng ta vừa rồi anh em thấy chưa? Đấy là cái đội mà, cái bộ mà tôi đã ra clip với 100% máu đến hết game đấy. Anh em ui, anh em thấy cái sức mạnh của cái bộ này chưa? Anh em phải nhìn thấy mới thấy nó mạnh. Anh em nghe thì anh em thấy là nó hoang đường. Đéo ai kẹp Glacier với God ạ, God Glacier ạ. Nhưng mà không anh em ơi, mạnh vãi cướp luôn. Anh em phải nhìn anh em mới biết được cái sức mạnh của nó. Anh em phải thấy nó đánh, nó vào trong trận đấu anh em mới thấy được. Còn anh em nghe lý thuyết thì anh em không bao giờ anh em biết được đâu. Đâu, đem God đỏ ở đây nhá. Đem God đỏ đến đây cho tôi nhá. Bây giờ tôi cần phải thử với cái thằng God đỏ mắc binh với con rớt 2 và con Calong 2 sao. Rớt 2 Calong 2 sao, chấp nó luôn thêm con Khan 2 đi xong vào đây. Nhá, vào đây với tôi. Để đấy anh em ơi, đủ bộ rồi thì nó khác, nó không giống như vừa nãy đâu anh em ạ. Nhưng mà tôi vẫn sẽ chuẩn bị cái bọn với cái bọn gót đỏ, hay là chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái bọn Dark Spirit ở dưới này nhá anh em nhá. Phải mua Dark Spirit anh em hiểu không? Đấy, đây rồi, đem gót đỏ đến đây cho tôi. Đem gót đỏ đến đây, con mẹ. Đem gót đỏ đến đây cho tôi. Ồ, đem gót đỏ đây, vào đây. Đem gót đỏ. Ui nhưng mà tôi bị bớ vào rồi. Chết rồi, con Calong của tôi bị bắn rồi. Chết rồi, vẫn đéo ăn được à. Ăn được không? Ui rồi, có ăn được không? Có ăn được không? Ui, như nào đây? Lật kèo không? Ui, vẫn chưa được là sao? Ui, vẫn chưa được anh em ạ. Vẫn chưa được à? Mà nó có cái BKB2 nên là nó trâu quá anh em ạ. God đỏ có cái BKB2 thôi, chịu rồi. Từ từ đã. Chưa. Cái độ bộ này tí nó kẹp đát được vào mà. Không sợ. Late game vẫn chơi được nha anh em nhá. Đây nó vẫn chưa phải là solo. Solo 1v1 ý. Anh em biết là chơi như nào không? Bỏ một con Glacier ra, cho con Dark Spirit vào là được anh em ạ. Không sao, cứ bình tĩnh. Không vấn đề gì hết. Nó thắng bởi vì là nó có 4 God. Nó kẹp được 4 gót, nó bắn được nhanh hơn anh em ạ. Tôi chỉ có 2 gót thôi. Đấy. Nhưng mà không sao hết, không vấn đề gì hết. Bởi vì tôi còn đang thấy là ở đây là có cái thằng Glacier Beat là có thể đấm được thằng gót đỏ đi đấy. Không dễ đâu anh em ơi, cái thằng gót đỏ chưa chắc đã sống thọ được qua cái thằng Glacier Beat đâu. Mà cái thằng Glacier Beat thì bị tôi đẩy 22 máu. Ôi rồi ôi. Chưa chắc đã ăn được thằng Glacier Beat anh em nhá. Cứ đợi đấy, để đây. Rao này nó gặp cái thằng Glacier Beat này anh em này. Rao này tôi gặp thằng Clay tôi lại sống khỏe rồi. Nào xem nào. Tôi đã bảo rồi, cái bộ này nó ăn được 99% cái lineup hiện tại mà. Anh em thấy không? Làm gì có cái cửa ăn. Rồi ôi, tôi đẩy thằng Clay đi này. Úi giời, cái thằng kia cũng đi luôn. Cái thằng gót đỏ nó bị cái thằng Glacier Beat nó đấm chết rồi kìa anh em kìa. Anh em thấy không? Tôi bảo rồi, cái bộ Glacier Beat nó mạnh lắm. Mẹ, làm gì có cái cửa gót đỏ ăn được anh em ơi. Gót đỏ không có cửa nha anh em nhá. Gót đỏ không có cửa. Rồi, anh em thấy cái bộ Glacier Beat tôi 100% màu đến hết game ở trận đấu trước không? Cái bộ Glacier Beat ý, nó chỉ sợ cái bộ Aegir Seed thôi anh em ạ. Bộ Aegir Seed Witcher ấy là nó là cái bộ mà sợ nhất trong cái bộ Glacier Beat. Còn Glacier Beat nó đéo ngại bộ nào luôn. Trong clip trước là tôi đã giới thiệu cho anh em rồi. Anh em chưa chơi à? Anh em chơi chưa? Anh em chơi rồi thì chắc anh em biết cái sức mạnh của bộ đấy rồi đúng không? Đương nhiên là nếu mà anh em chơi rồi thì anh em quá hiểu được vào rank bây giờ toàn Glacier Beat. Đấy, nhưng mà tôi nói cho anh em biết là bộ đấy ấy, bây giờ đối với tôi nó sơ sửa rồi nhá. Sơ sửa rồi. Đây bây giờ này, anh em đang nhìn tôi đang chơi đây này, nó mới là cái bộ chân lý. Đấy, vào đây đưa cái Glacier Beat đấy, đấm cho sấp mặt luôn. Mẹ đẩy vừa lấy 22 máu anh em ạ. Anh em nhìn thấy con số 22 máu chưa? Trong một cái bộ mà phải nói là mạnh gần như là nó thuộc về meta luôn. Mạnh không nói là nhất nhưng mà nó là top. Đấy, đẩy 22 máu, anh em biết sức mạnh của bộ của tôi. Quá mạnh anh em ạ, quá mạnh luôn. Rồi, còn bọn Lai thì không nói nhá. Lai qua đây là đi rồi. Lai gặp cửa Lai sang bên tôi, kể cả chấp 11 con nhá anh em nhá. Nó gọi là 6 cửa Lai, 6 Glacier đấy. 6 cửa Lai, 6 Glacier gặp đội hình của tôi vẫn coi như là bay màu luôn. Đấy, mà cái bộ 6 Glide theo như ai đó thì nó là cái đội meta đấy. Meta với ai nhưng mà không phải meta với tôi nhá. Mày vào đây. Ơ, cái gì đây? Ui mẹ ơi, ngộ không 2
Berserker 3 sao ạ? Vãi cứt. Thôi chết tôi rồi. Không ổn, không ổn, không ổn. Ô thế là cuối cùng là cái bộ này nó vẫn ăn được này. Vãi cứt. Khỏe thế nhờ. Chắc là có cái gì đấy sai sai hay sao chứ. Bộ này tôi nhớ rất là rõ là cái bộ này của tôi nó ăn được mà nhở. Từ từ đã, từ từ bình tĩnh làm gì có cái chuyện đấy nhở. Tôi nhớ rõ là cái bộ này của tôi là counter gần như toàn bộ những cái bộ mạnh nhất bây giờ mà. Làm gì có cái cửa của cái bọn Glacier Beast nó ăn được nhở. Thôi được rồi, từ từ đã anh em, cứ bình tĩnh. Nó chỉ là một round là sơ suất lọt hai con thôi anh em ạ. Có một cái cú đập rất là ảo đến từ vị trí con ngựa không. Đéo hiểu sao đập phát chết luôn ạ. Rồi, đây nha bộ 6 Glide nhá anh em nhá. 6 Glide, 6 Glacier. Ok. Trông có cái cửa là ăn được không nhở. Trông đẩy, anh em nhìn cả. Ôi mẹ ơi, nhìn trông đẩy, đúng là tôi phải xót xa thay cho đối thủ. Ơ ơ, tôi làm một phát double kill luôn. Lại coi như là nhất biến hạ song điêu rồi đây này. Ui mẹ, bất ngờ bãi cứt. Mèo hiểu kiểu gì một round đi cả hai thằng luôn à. Mà tôi đẩy chưa ai. Tôi đẩy một round, tôi đẩy mỗi thằng 22 máu luôn. Vãi cứt. Rồi nha anh em nha, anh em thấy không? Dã man chưa? Thôi nha, tôi cũng chỉ coi như là để video clip ở đây thôi. Còn tùy anh em cảm nhận nha anh em nha. Tôi không biết nói gì hơn về cái lab này đâu. Tôi cũng bất ngờ luôn. Sợ thật sự anh em ạ. Ui rồi, tôi còn chưa mắc binh đâu. Tôi còn chưa mắc binh đâu, khan của tôi còn chưa lên 3. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá anh em nhá. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi. Và đặc biệt là anh em nếu còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi chơi cái bộ Glacier Beast nó mạnh đến như thế nào nhá anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi God nhưng mà tôi dồn toàn bộ đồ cho con ảo ảnh phân lộ 1 tiền xem nó hay như thế nào anh em nhá. Rất là cảm ơn các anh em. Và nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên của kênh bằng cách ấn vào cái đường link tôi để ở trên màn hình. Kết thúc anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.